khâu hoàn thiện, yếu tố quyết định giá trị của một chiếc đồng hồ. Giá trị thực sự của một chiếc đồng hồ không chỉ nằm ở chất liệu cao cấp như là vàng hay là kim cương, hay ở bộ máy phức tạp với những tính năng cao cấp như là tourbillon hay điểm chuông. Đôi khi, giá trị ấy lại được định nghĩa bởi chính khâu hoàn thiện, yếu tố tinh tế và đầy cảm xúc của từng chi tiết. Thomas Brestcher, một nhà chế tác đồng hồ độc lập nổi tiếng với những sáng tạo kỹ thuật độc đáo liên quan đến tourbillon, đã không ngừng làm say mê giới mộ điệu. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng độ hoàn thiện trên đồng hồ của ông vẫn còn thiếu sự tinh tế. Ngược lại, Kari Voutilainen, một cái tên được giới mộ điệu kính nể, lại nổi tiếng nhờ những chiếc đồng hồ được hoàn thiện hoàn toàn bằng tay, với mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết. Độ hoàn thiện của đồng hồ luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Voutilainen từng chia sẻ rằng, có hai cách để tiếp cận việc chế tác đồng hồ, một là theo phương thức công nghiệp, hai là theo cách thủ công truyền thống. Với cách đầu tiên, các bộ phận được cho vào một lồng quay chứa đầy hóa chất để tạo độ sáng bóng. Cách thứ hai là sử dụng công cụ thủ công để đánh bóng từng chi tiết riêng lẻ, như tạo sọc Geneva trên khung chính. Trên các diễn đàn, giới đam mê đồng hồ chia thành hai phe khi nói về sự cần thiết của việc hoàn thiện thủ công. Một bên cho rằng hoàn thiện thủ công là điều không cần thiết, vì kỹ thuật công nghiệp hiện đại đủ để tạo ra những sản phẩm xuất sắc như Omega và Rolex. Các phương pháp hoàn thiện bằng máy đã đạt được đến độ chính xác cao, ngay cả với những người đặt nặng về mặt thẩm mỹ. Thậm chí ngay cả những nhà sưu tập lâu năm cũng chưa thống nhất được định nghĩa hoàn thiện thủ công một cách tinh vi. Ngược lại, những người ủng hộ hoàn thiện thủ công cho rằng đây chính là điểm then chốt tạo nên sự khác biệt cho một chiếc đồng hồ cao cấp. Hoàn thiện thủ công là một nghệ thuật mang đến những hiệu ứng trực quan độc đáo mà máy móc không thể tạo ra. Vẻ đẹp của sự hoàn thiện thủ công kết nối nghệ thuật chế tác hiện đại với những giá trị cổ điển, giúp nghệ thuật trang trí truyền thống không bị lãng quên đi. Còn về mặt kỹ thuật, các kỹ thuật hoàn thiện thủ công cũng mang lại lợi ích cho bộ máy. Ví dụ, sọc Geneva từng được tin rằng giúp bẫy bụi, bảo vệ các bộ phận chuyển động. Hay kỹ thuật nung nhiệt tạo màu xanh cho các vít thép, không chỉ làm chúng đẹp hơn mà còn tăng cường được độ bền. Những chi tiết hoàn thiện này thể hiện được sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ đó đảm bảo sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật của chiếc đồng hồ. Đôi khi, vẻ ngoài thô ráp của việc hoàn thiện bằng máy cũng tạo nên cá tính riêng cho đồng hồ. Tuy nhiên, với những ai mà đam mê sự hoàn mỹ, việc dành hàng trăm giờ để hoàn thiện một chi tiết nhỏ không phải là lãng phí, mà đó là sự tận tâm đáng trân trọng. Một số kỹ thuật hoàn thiện đồng hồ chúng ta có thể kể đến như là anklet, kỹ thuật làm vát mép. Anklet là kỹ thuật làm vát các cạnh theo cùng một góc, thường là 45 độ, khổ rộng, được thực hiện đặc biệt trên cầu và khung. Viền được đánh bóng tỉ mỉ, làm nổi bật hình dạng của bộ phận. Mép vát phải đều đặn và trơn tru. Đây là một trong những kỹ thuật hoàn thiện tinh tế nhất, nhưng cũng là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Máy móc hiện đại ngày nay có thể tạo ra những đường vát rõ ràng, cải tiến có thể được hoàn thiện công nghiệp để sản xuất quy mô lớn hơn, cái gọi là vát cắt kim cương. Giai đoạn sơ bộ sử dụng máy sẽ giúp cho công đoạn thứ hai trở nên dễ dàng hơn với các công cụ thủ công để hoàn thiện góc xiên. Việc tạo ra mép vát thủ công bằng các công cụ truyền thống như rũa, chốt gỗ và chất đánh bóng vẫn là thiết yếu để tạo ra được những mép vát bên trong, chưa thể tạo ra bằng phương pháp hiện đại được. Các loại gel kim cương đánh bóng khác nhau với các hạt ngày càng mịn có thể được sử dụng liên tiếp để có được độ bóng và sáng hoàn hảo. Kỹ thuật tỉ mỉ này đòi hỏi sự khéo léo và điêu luyện. Một kiểu góc chỉ có thể được thực hiện bằng tay, được coi là chén thánh trong khâu hoàn thiện Haute Horlogerie. Black Polish, đánh bóng đen. Black Polish còn được gọi là đánh bóng gương. Kỹ thuật hoàn thiện lâu đời này là đặc trưng của Haute Horlogerie và được sử dụng làm cho các bộ phận bằng thép có được bề mặt nhẵn hoàn hảo, phản chiếu lại ánh sáng như gương hay có màu đen khi nhìn từ một góc nhất định. Việc đánh bóng như vậy đòi hỏi một bề mặt hoàn toàn phẳng, không có một góc bất thường hoặc góc tròn nào trên bộ phận được đề cập đến. Các cạnh của bộ phận cũng phải phẳng hoàn toàn và phản xạ ánh sáng phải theo một hướng duy nhất. Tùy thuộc vào ánh sáng, phản xạ có thể có màu đen khi ánh sáng chiếu vuông góc với bộ phận, màu xám kim loại hoặc màu trắng. Ngoài trang trí, việc đánh bóng như vậy cũng làm giảm nguy cơ bị oxy hóa. Để có thể đạt được độ hoàn thiện như vậy, trước tiên bề mặt phải được làm mềm, bề mặt ít gồ ghề hơn với độ sáng bóng tối thiểu. Sau khi bề mặt được hoàn thiện, bề mặt phẳng của chi tiết sẽ được trà trên một tấm kẽm với sự trợ giúp của gel kim cương đánh bóng. Loại gel này sẽ càng ngày càng mỏng đi cho đến cuối quá trình. Nghệ nhân chế tác sẽ thực hiện chuyển động tròn để loại bỏ các khuyết điểm trên bộ phận
cho đến khi đạt được lớp đánh bóng đen hoàn hảo. Quá trình này chỉ được thực hiện đối với đồng hồ cao cấp vì nó cực kỳ tốn thời gian. Đánh bóng bề mặt trên của cầu Tourbillon có thể mất đến 3 giờ. Geneva Stripe, sọc Geneva. Sọc Geneva là một trong những kỹ thuật trang trí truyền thống nhất. Nó áp dụng các họa tiết giống như sóng song song đều đặn cho các bộ phận, chẳng hạn như là khung, cầu và rotor. Các sọc có thể thẳng hoặc tròn và phải luôn được căn chỉnh hoàn hảo trên các phần khác nhau. Kỹ thuật này chủ yếu được áp dụng trên mặt phẳng và có thể nhìn thấy của cầu. Các khung chính thường được xử lý bằng pelage. Ngày nay nó hoàn toàn là một kỹ thuật trang trí, không thể được sử dụng trên các bộ phận chuyển động. Sọc Geneva hiện chủ yếu sử dụng máy móc với bộ phận được cố định trên một khay chuyển động, đặt dưới một công cụ mài mòn, làm xước bề mặt. Giải pháp làm sọc Geneva thủ công rất tốn thời gian nhưng nhìn đẹp hơn nhiều. Sử dụng công cụ trượt để mài mòn bằng gỗ, được cắt theo đường kính đã chọn, xác định kích thước và họa tiết của các sọc. Pelage, tạo vân tròn. Pelage là kỹ thuật tạo vân tròn hoặc xếp nếp, bao gồm việc phủ bề mặt của các tấm hoặc cầu bằng cách áp dụng một mô hình của các vòng tròn nhỏ chồng lên nhau với một chốt xoay. Thông thường, nó được sử dụng trên các bề mặt ẩn như mặt sau của khung chính, bên dưới mặt số hoặc các hốc. Kỹ thuật hoàn thiện này là một trong số ít những phương pháp không thể tự động hóa hoàn toàn được. Engraving, khắc. Khắc thường được sử dụng để thể hiện dấu ấn và các đặc trưng của thương hiệu. Nó cũng có thể được sử dụng để trang trí và cá nhân hóa các bộ phận bằng các tác phẩm nghệ thuật thực sự. Có rất nhiều phương pháp được sử dụng để khắc lên các bộ máy. Đối với sản xuất quy mô lớn, việc khắc được thực hiện bằng máy CNC, tia laser, hóa chất hoặc máy khắc truyền pantograph. Kỹ thuật khắc tay là một nghệ thuật rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, hiếm và tạo nên sự khác biệt rất lớn. Dưới kính hiển vi, người ta sẽ phát hiện ra những đường cắt thô, những điểm không hoàn hảo, bắt ánh sáng tạo ra độ sáng độc đáo. Sinks, tạo vắt lõm. Sinks là kỹ thuật tạo một đường vắt lõm xung quanh đầu vít hoặc chân kính được đục chạm và đánh bóng. Lỗ đã được gia công bằng máy trước đó. Các đường viền không đều của các lỗ đã khoan có thể được đánh bóng bằng tay. Screws, kỹ thuật nung nhiệt tạo màu và đánh bóng cho vít. Ngay cả những bộ phận nhỏ nhất như là ốc vít cũng được hoàn thiện tinh tế để tôn lên bộ máy. Các ốc vít được đánh bóng để tăng thêm độ sáng. Đầu vít được hoàn thiện bằng tay với bóng gương, trà sát chúng một cách kiên nhẫn. Sau đó chúng được nung nhiệt để tạo màu với nhiệt độ rất chính xác để có thể có được màu sắc mong muốn. Wheels, mài, cắt, trang trí lại bánh răng. Các bánh răng được trải qua nhiều kỹ thuật hoàn thiện, đặc biệt dành cho đồng hồ cao cấp. Các dấu hiệu gia công bằng máy được loại bỏ cẩn thận, trong khi các hoạt động này không được thay đổi hình dạng, chức năng của chúng. Cuối cùng, thế nào là sự hoàn thiện hoàn hảo của một chiếc đồng hồ đây? Một nhà sưu tập đã từng nói rằng bạn chỉ biết điều đó khi nhìn thấy thôi. Đó là sự liền mạch và hài hòa giữa các chi tiết, từ vỏ đồng hồ đến dây đeo, từ màu sắc kim chỉ đến các họa tiết trang trí. Sự hoàn hảo không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ, mà ở cách chúng phối hợp với nhau tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Dù thế nào, sự hoàn thiện đồng hồ vẫn là một nghệ thuật đáng trân trọng. Nó không chỉ là hình thức trang trí, mà còn là biểu tượng của sự tận tâm và đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ. Haute Horlogerie.